Rồi em xin chào cả nhà mình vào buổi chiều thứ bảy cuối tuần nha. Dạ. Nay em giới thiệu tới mình con MDZA 50ES ha. Màu vàng gold. Vàng chanh nha, phải vàng gold, vàng chanh. Dạ. Con này đẹp xuất sắc không tì vết nha các bác. Đẹp xuất sắc. Ha. Không có một cái vết nào cứng hết cả. Dạ, đẹp. Đẹp tuyệt đối các bác. GA 50ES màu vàng ha. Dạ. À, những con 50 thì em đã test chất âm hết rồi nha. Nên em chỉ giới thiệu sơ về hàng về thôi. Nhưng mà bác nào cần test đó thì chốt với em ha, mua, em sẽ làm clip test lên cho các bác. Ha, dạ. Còn con này em đảm bảo là rin đẹp và rin ha, đẹp tuyệt đối. Số seri đây các bác. Đây, 101 ha. Dạ. Giá cắm đây ạ. À. Cực kỳ mới ha. Chỉ thiếu thùng xốp thôi. Đầu kèm sắt khiển ha. Dạ. Khiển rất là rồ nha bác. Khiển này rất là rồ. Rồi các bác nào có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em ha. Dạ. Em xin trân trọng cảm ơn ạ và xin hẹn gặp lại ạ.